Lúc này, khối không khí lạnh tăng cường đã bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ. Trong ngày và đêm nay sẽ tác động đến những nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay đến hết đêm Chủ nhật, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến khoảng 11 đến 14 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ, trời rét cóng. Trong các ngày mùng 5, mùng 6 tháng 12, tức thứ Bảy và Chủ nhật tuần này, cảnh báo vùng núi cao có khả năng xảy ra đợt băng giá và sương muối đầu tiên của mùa đông.